Omani, chào các bạn. Tôi là cư sĩ Phúc Thành. Hiện tôi đang là giám đốc của trung tâm thiền khí công Đại Bi Tâm. Ở trong video trước thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn về 4 thức vẩy tay dịch cân kinh. 4 thức này công năng rất là cao, giúp thông hoạt lại hệ thống đường kinh của chúng ta, thông hoạt tất cả các ngón tay, giúp dẫn khí huyết toàn châu thân. Sau vẩy tay dịch cân kinh, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu cái phần chính là bài dịch cân kinh 12 thức trị bệnh, gồm có 12 chiêu để thông được 12 đường kinh lạc khác nhau của cơ thể. Khi chúng ta thông được đường kinh thì bách bệnh được tiêu tan, cơ thể nó sẽ vô cùng khỏe mạnh, nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào thức đầu tiên của bài dịch cân kinh, bài khí công rất nổi tiếng của chùa Thiếu Lâm Tự. Đầu tiên, hai chân của chúng ta đứng rộng bằng vai, hai tay kết ấn, nam tay phải ở trên, nữ thì tay trái ở trên. Ngón tay cái luôn luôn chạm vào nhau. Khác với thiền định là chúng ta co lên tay lên nhiều, thì ở đây thiền đứng dịch cân kinh, ta để tay duỗi ra một chút. Khuôn mặt mỉm cười tự nhiên, lưỡi luôn luôn chạm vào miệng trên. Thức đầu tiên mang tên thông hoạt hệ thống hô hấp, thông đường kinh phế, giúp chữa trị những bệnh tật tai mũi họng, viêm xoang, viêm mũi, viêm họng. Chúng ta hai tay bắt đầu sang hai bên, hơi thở hoàn toàn tự nhiên, hai tay di chuyển rất là chậm rãi, nhẹ nhàng, khoan thai. Ngón tay cái chạm nhau như thế này, còn hai lòng bàn tay sẽ song song, với khoảng cách càng ít thì càng tốt. Ngón tay cái là ngón của đường kinh phế nên luôn luôn chạm nhau trong thức 1. Hai lòng bàn tay thì song song với nhau, hạ dần đều xuống. Khi tay về trước ngực, chúng ta tay chắp trước ngực, hơi thở tự nhiên, thiền đứng 9 hơi thở. Khuôn mặt mỉm cười buông thư. Tay chúng ta lại từ từ đưa lên, thiền xong rồi, bây giờ mắt chúng ta mở ra. Hai tay duỗi thẳng, tay hạ về ngang với vai. Sau đây chúng ta sẽ xả khí thông kinh. Bất cứ một thức nào dịch cân kinh đều phải có phần xả khí thông kinh. Đứng trên đầu ngón chân, nghiêng người về phía sau, kèm thêm một tiếng A. Khi dậm chân xuống, chúng ta hơi nhẹ nhàng, hai tay dần dần về chạm vào nhau, tiếp tục thiền đứng. Vừa rồi tôi đã làm xong lần thứ nhất của đường kinh phế, bây giờ tôi tiếp tục lần thứ hai. Hai tay xuôi sang hai bên, từ từ đưa lên, động tác rất là nhẹ nhàng, khoan thai để dẫn khí, thông hoạt đường kinh phế, trị bệnh hô hấp. Hai tay đưa xuống dần dần, khuôn mặt mỉm cười tự nhiên, như một vị Phật đang ngồi trên tòa sen. Ánh mắt khép hờ, khuôn mặt buông thư. Nát thở tự nhiên, bài dịch cân kinh hoàn toàn là hơi thở tự nhiên, không cần hít vào thở ra, chú trọng bằng ý thức. Khí công dịch cân kinh thở tự nhiên thì mới thông được 12 đường kinh. Khi chúng ta dùng ý thức hít vào thở ra thì nó chỉ dẫn khí thôi, nó lại không thông được đường kinh. Thiền đứng 9 hơi thở. Tay từ từ đưa lên. Khi tay đưa lên thì mắt mở ra, khi thiền ánh mắt khép hờ. Sang hai bên rồi, xả khí thông kinh, nghiêng người phía sau, đứng trên đầu ngón chân, dậm chân xuống, kèm theo tiếng hây nhẹ nhàng. Hai tay dần dần đưa về, bắt ấn thiền định. Thiền đường kinh phế là từ 3 đến 5 giờ sáng, tức là đường kinh phế hoạt động vào 3 đến 5 giờ sáng. Thông hoạt đường kinh phế, hệ thống hô hấp của chúng ta nó sẽ rất là trơn tru, các bệnh xoang mũi, viêm họng, viêm xoang sẽ đỡ dần, viêm phế vỡ dần, giúp tăng cường sức đề kháng trong mùa dịch cúm corona. Lần số 3, mỗi một chiêu tôi sẽ làm thị phạm 3 lần. Lần 3. Trong quá trình tập thì mỗi chiêu chúng ta cũng tập 3 lần ở nhà nhá. Ngón tay cái lại chạm nhau, hai lòng bàn tay song song, khoảng cách càng ít càng tốt. Hạ dần đều, rất nhẹ nhàng.
càng êm dịu, càng nhẹ nhàng thì đường kinh càng thông, cơ thể càng khỏe mạnh. Thiền đứng. Tay từ từ đưa lên, tôi đã thở 9 hơi thở. Tay từ từ đưa lên. Ở nhà chúng ta cũng tập 3 lần theo video này nhá, theo video của thầy nhá. Nghiêng người phía sau, xả khí. Xả khí xong chúng ta lại thiền. Khi tập chúng ta sẽ thấy cảm giác nó rất là sảng khoái nhẹ nhàng, bởi khí huyết nó thông toàn châu thân, người rất là an tĩnh nhẹ nhàng. Ta thiền 5 hơi thở. Rồi, vừa rồi thì thầy Phúc Thành đã giới thiệu cho chúng ta về bài khí công dịch cân kinh. Chiêu 1, thông đường kinh phế, chữa bệnh hô hấp. Thì ngay cả trong cái mùa dịch cúm corona thì chúng ta tập chiêu này nó rất là tốt nhá, thông hệ thống hô hấp, đẩy những cái vi khuẩn ra khỏi cơ thể chúng ta, thông hệ thống xoang mũi họng, chữa những bệnh viêm phế quản, viêm phổi. Ngày nào cũng phải tập hết. Tập một thời gian, ngón tay cái chỉ cần chạm nhẹ vào nhau này là nó sẽ tê ngay lập tức. Đó. Những người có khí cảm thì người ta sẽ phát hiện bí mật ở 10 đầu ngón tay, tức là nó là các đường kinh cả thôi. Ví dụ ngón cái là đường kinh phế, ngón trỏ là đường kinh đại tràng, ngón út là đường kinh ruột non. Khi chúng ta chạm tay vào nhau này nó thông đường kinh. Nên không phải tự dưng mà khi ngồi thiền chúng ta sẽ ngồi bắt ấn kim cang, ngón tay cái chạm nhau như vậy. Vừa rồi thầy Phúc Thành đã giới thiệu chúng ta xong chiêu thứ nhất của bài khí công dịch cân kinh. Chúng ta có thể học chọn bài dịch cân kinh đầy đủ 12 chiêu tại website thiền chữa bệnh.com. Chúng ta sẽ vào thiền chữa bệnh.com để học bài khí công dịch cân kinh này, và có thể học trực tiếp tại các lớp học khí công tại Hà Nội của thầy Phúc Thành. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Năm 2008, bản thân vốn là người mang nhiều căn bệnh khó chữa như suy giảm chức năng gan, thận, viêm xoang, viêm họng. Thầy Phúc Thành đã dành 7 năm tầm sư học đạo cùng các bậc chân sư để tu luyện khí công và thiền định tự chữa bệnh. Năm 2015, được biết đến là người sáng lập trung tâm thiền khí công Hoa Vô Ưu nhằm lan tỏa những bài khí công chữa bệnh cho cộng đồng. Là người khai sáng phương pháp mở khớp, giúp cho 50.000 học viên ngồi thiền kiết già dễ dàng hơn. Khai sáng phương pháp định tâm trong thiền định, giảm stress trong cuộc sống. Thầy đã giảng dạy miễn phí cho hơn 80.000 người qua nền tảng trực tuyến. Một người được biết đến với sự cho đi không ngừng, lan tỏa giá trị yêu thương và sẻ chia trong cộng đồng. Sứ mệnh của thầy là giúp cho 5 triệu người Việt Nam được tập luyện khí công và thiền định, nâng cao sức khỏe, giảm stress, có một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Thầy dành tặng khóa học thiền giúp bạn sống hạnh phúc, hoàn toàn miễn phí. Bạn chỉ cần tag tên 3 người bạn và share về tường để nhận khóa học này.